Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Đã từ rất lâu rồi bên em không review những chiếc xe Nhật bãi. Và hôm nay em mới về một chiếc xe Nhật bãi mang thương hiệu Ý, một thương hiệu Willyer, một chiếc xe Nhật bãi mang thương hiệu Ý các bác nhá. Đồ nguyên zin nguyên bản. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, và tổng thể chiếc xe thì em đánh giá là rất là đẹp. Có thể đây là một chiếc xe Nhật bãi mà mới nhất hiện có tại cửa hàng em. Em đánh giá là 85-90%. Hình thức còn rất là mới. Mặc dù là xe Nhật bãi đã sử dụng qua rất nhiều thị trường rồi, nhưng mà vẫn giữ được đồ nguyên zin của nó. Sơn đen bóng. Sơn này bác đi mà có chẳng may bị xước hay va đập ở đâu nó cũng không hiểm rõ. Đây em sẽ quay cận cảnh nước sơn cho các bác xem. Cũng vài vết xước nhỏ như này thôi, không đáng kể. Rất khó nhìn. William, một thương hiệu của Ý. Là yên của video luôn, nguyên zin nguyên bản của theo xe. Xe sử dụng nguyên bộ phụ tùng của Vít chơi, một thương hiệu là phụ tùng của Ý, cũng rất là nổi tiếng rồi. Có thể lên Google để search thêm về hãng làm phụ tùng này, Vít chơi. Tay nắm T1 của Ý, tay nắm rất là đặc biệt các bác nhé, cầm rất sướng tay, cao su. Đây là tất cả những cái tem của xe, em sẽ quay cận cảnh. Đây là tem Nhật bãi theo xe đây, dán thế khung. Những chiếc xe Nhật bãi thì thường có những chiếc tem vàng như này và rất nhiều chữ Nhật các bác nhé. Bác nào mà đam mê xe Nhật bãi thì không thể bỏ qua những chiếc xe này. Xe sử dụng bộ phanh 3 mảnh của Shimano. Cặp phanh Meyer nguyên cặp của Shimano luôn. Để các bác có thể thấy máy ơi bạc đạn Shimano các bác nhé. Vâng, đồng bộ hết của Shimano. Xe sử dụng tay bấm xả, bên này bên líp 9 tốc độ, bên này 2 tốc độ, bên đĩa đây cho xe 18 tốc độ. Đó là cao cấp so với một xe Nhật bãi. Được quay thông số lốt. À đây là đà. Khá là đẹp. Và vết xước nhỏ thôi. Thông số lốt là 700x28C. Hình thức lốt thì khá là mới. Các mua về có thể đi luôn, không cần thay thế lốp gì cả. Lốp sẽ là mới đầy đủ gai luôn. Chiếc xe Nhật bãi đến từ đất nước Ý. Đây là lốp sau. Khá là mới đấy. Phanh sau Shimano. Đây là máy ơi. Vâng, và đây là 9 nít của nó đây. Máy rất là tốt.
thích qua chuyển động của xe này, cảm thấy xe này đi luôn, chuyển động rất là tốt. 9 lít 2 đĩa, 18 tốc độ. Xe sử dụng của đề Shimano Sora, đùi đĩa Shimano Sora đây, đĩa trắng, 2 tầng, gạt đĩa Shimano, tất cả của Shimano hết các bác nhé. Sử dụng tất cả bộ chuyển động của Nhật. Vâng, bây giờ sẽ test chuyển động của xe. Vâng, bây giờ lên đít. Vâng, như em đã nói thì chuyển động của xe rất là tốt. Có một lỗ nhỏ là chiếc khá là giữ xe, chiếc xe này bảo dưỡng xe liên tục. Vâng, bây giờ xuống lít. Sử dụng bộ chuyển động của Shimano. Đây là lên đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt. Một chiếc xe Nhật bãi mang thương hiệu của Ý. Video các bác thể search thêm Google về thương hiệu chiếc xe này. Vâng, và chiếc xe Willio, một chiếc xe Nhật bãi mang thương hiệu Ý đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá 8 triệu. Miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Và hẹn các bác vào chương trình mai.